Ngày 11 tháng 11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm 35-40% xăng dầu cho đất nước, vì thế có vị trí hết sức quan trọng. Nhà máy còn là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, Nhật Bản và QS. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn cần tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất. Đối với việc tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường tỷ lệ người Việt Nam trong quản trị điều hành, theo quy định hợp tác và pháp luật hiện hành. Đối với việc tái cấu trúc về tài chính, Thủ tướng yêu cầu công ty phải có những giải pháp linh hoạt, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về tái cấu trúc sản xuất, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp mấu chốt là giá nguồn nguyên liệu đầu vào phải phù hợp và tránh tình trạng độc quyền trong việc cung cấp đầu vào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra quy hoạch, tình hình đầu tư các dự án thuộc cảng biển Nghi Sơn, nghe báo cáo định hướng quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái cụm đảo Mê. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà, động viên cán bộ kỹ sư, công nhân và người lao động đang làm việc tại nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực Nghi Sơn. Chiều ngày 11 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia sau 4 ngày xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Hồ Vũ, đối tượng cầm đầu, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Cà Mau, tử hình về hai tội danh, vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, 17 bị cáo đồng phạm khác, trong đó có 3 bị cáo người nước ngoài cũng bị tuyên án tử hình về các tội, tàn trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt án tù chung thân cho 3 bị cáo, Nguyễn Quốc Toàn, Võ Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Tùng, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Lê Thành Nghĩa, sinh năm 2002, khi phạm tội trong tuổi vị thành niên nên nhận mức án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét container ở cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 40 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, được giấu trong 4 kiện đá hoa cương xếp trong container, có trọng lượng hơn 39 kg. Lô hàng thu giữ là của Kim Sun Sik, quốc tịch Hàn Quốc. Kết quả điều tra xác định được, các bị cáo đã tàn trữ vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại. Ngày 11 tháng 11, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một nam thanh niên, sinh năm 1992, làm lễ tân, ngụ phường 6, thành phố Bến Tre, mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân đang được cách ly tại phòng trọ, chờ chuyển vào bệnh viện điều trị. Trước đó, ngày 3 tháng 11, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng đau họng, nổi bóng nước ở vùng môi trên nên đi khám. Sau khi các triệu chứng bệnh không khỏi, mà mụn nước nổi thêm ở vùng hậu môn, bộ phận sinh dục, mặt và bàn tay. Đến ngày 9 tháng 11, bệnh nhân tự bắt xe đến Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh khám và được lấy mẫu, vì nghi ngờ đậu mùa khỉ. Sau đó thì bắt xe về địa phương. Điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiếp xúc với 3 trường hợp sống gần phòng trọ. Trong đó, một trường hợp có triệu chứng nổi bóng nước và thường xuyên đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Còn có 9 trường hợp khác khi bệnh nhân về dự đám giỗ tại nhà ở huyện Dòng Trôm. Đồng thời, CDC Bến Tre sẽ truy vết trực tiếp ca bệnh và lập phiếu điều tra trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, gửi kết quả, biên bản làm việc cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Trưa ngày 11 tháng 11, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa bàn tổ dân phố 1. Qua kiểm tra, trên người 2 thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch. Đặc điểm nhận dạng bên ngoài gồm
Một nạn nhân mặc áo sơ mi caro màu đen trắng dài, quần bò dài màu xám, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35. Nạn nhân còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Chính quyền địa phương và cơ quan công an cũng đã phát thông báo để truy tìm tung tích của hai thi thể nạn nhân nói trên. Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1987, chồng của nạn nhân về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi sát hại vợ. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, được bọc trong túi ni lông và bao tải, giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là nữ giới. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định nghi phạm Nguyễn Văn Tám, chồng của nạn nhân là hung thủ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tám khi người này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu mà đối tượng Tám khai nhận, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, đối tượng đã bóp cổ vợ, dẫn đến tử vong. Ngày 11 tháng 11, bà Lê Thị Châu, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành kiểm tra đột xuất trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Victory, gọi tắt là trường Victory, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhiều học sinh của trường này nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm vào chiều ngày 10 tháng 11. Theo bà Châu, đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu thức ăn gồm sữa, mì ý sốt bò bằm, bí đỏ chiên, nước cam của trường cho học sinh ăn vào bữa trưa và bữa xế, ngày 10 tháng 11 để kiểm nghiệm. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 11, Bệnh viện Y Dược thành phố Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận 8 học sinh của trường Victory trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thức ăn. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu trường này báo cáo về vụ việc.